Rồi xong chưa? Rồi tôi dạy chú bé. Chú bé. Rồi ở nhà mình nhìn thấy là này khó tọa tê dựa cho hà hành nhà thò nên mạng mưu này cũng có nắp mình cờ nhận gì kì bẹp lê cái tờ loại lệ nên thì cái máu ta hò nên dựa chặt nó pha ra nó càng nên tạp rêu ấy tờ mô nó chất nó dựa mọc tay cho tạp tay lệ thôi nhập bá dựa à kèo là thân nó kì cứ lệ lệ bên nắp nhớ mía nằm dạ nó cốt qua nó tờ mô như thế này thì dình tờ nôn nếp cầu hẹp có bí dạ ấy người gửi được mua thao po thao cái này à cò ba thao cái ba nên tụi mình nhé
那那那 Thank you.
cầu hòa, hạnh phúc, hãy cho cho mình một chỗ ngồi an ý thoải mái. Điều bắt đầu hết chức của chúng tôi và sẽ tổ chức một bữa tiệc với được chú ý kíp quý vị theo đúng thời gian quyết định của hai bên gia đình. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời và ជាមួយដែរលំលំដែរមិនមែនជាងណាប្រក់ដាក់បងបង្ហាញចកយោហើយឬក៏ទីតាំងដែរដែរទីតាខំបត់ទៅវិញ
vài phút là chúng tôi là những người thực hiện chương trình, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu. Chúng ta cùng hướng về cộng hòa hạnh phúc của đại việt của gia đình để chúng ta cùng chào đón đôi tân lang giữa mặt hải yên chiến được chân trâu tay chung tay với kề vai bước lên lễ đời hạnh phúc. Đang mê đồng dòng đời giết nhau bên ta hà lan bé rút ra bên nhau đã can được nhiều bằng đà ra ra bằng đồng từ lại khác bên ta chỉ bao la giết tàu từ lại hết mà đường bên ta trong đấu bờ đồng chẳng có chu hà trang đi phô lên bên ta chỉ bao ra bên nhau và tâm chống bao bây giờ nhớ hoài mà ác trang cho xa pha bờ cái nhau đồng bao tất an bờ bình là tìm cho mình một con thuyền nhỏ mang tên tình yêu để gặp bến bờ hạnh phúc. Và hôm nay cô giáo có chủ đề của chúng ta rất là Tiêu Avi và quý bà Zama Hakrat tại làng Tung Tre, xã Yà Trên, tiểu đứng Gia Lai xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô giáo phát biểu đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Xin chào, kính mời. Chào bất tăng, chúng ta có rô đi cả sang đó, tôi ra pha tăng của mình thật lòng lẫy nhất, mang lại những nụ cười viện mãn dạng người hạnh phúc. Và đời chúng ta cũng chúc mừng cho gia đình của chúng ta đã có thêm một thành viên mới trong gia đình. Chính thức được bắt đầu. Kính thưa quý vị, kính thưa và những vị là ngày hôm nay là những niềm vui của gia đình của chúng tôi đã nhân lên rất nhiều lần và hôm đó mình gọi ra là vì vi phạm bình dòng tê nạ mòn nạ bài la bài tàn chế để người và sáng nọ công bê là hôm nay ở đây này là mình cùng số từ vi phạm chúng ta sau bên ba ba premen bằng sơn nọ cầm bê bằng cỏ tôi chuông bên ta để nguy bằng sơn nọ bê môn này được nhịn nong dòng kê nghe hoa đẹp bên này bằng cỏ nguy chọc em lăng đấy mà cái nam ô tôi chuông cỏ bên ta sau bên ta ba pre môn này bên ta để đẹp nhẹ hoa bên ta bằng cỏ xuông chắc em lặng hết là như chúng ta có một mò cái tình đô đỡ để chứ chào các bộ em xin Ni bịt mịt nông dòng tê nhạc môn nhạc cho chúng ta đã nguy mang sẵn lọc nhạc vàng hay tòa bất thần hay bố phò và đẹp ố chúng ta nguy thì rầy cậu quầy gặp nhạc hay là nhạc mà chúng ta tập câu chúng ta bạc mê bố nhạc nhà ta đốt bố phò và đẹp ố chúng ta nguy mà bintang dan mereka dalam bahasan nong berira kenyo jika break bang hikrahnya kenyo beri kerim cer bintang yang gai bintang santai beraknya rai pasang kau break pun bantuan nak berak kenyo bantuan je kenyo bintang di bawah tak tentu tang dia bintang dan bintang bang kaya sang nong yang ketang bawah tekan pro break back xin mời mẹ và xin mời bố mẹ hãy nhận hai ly rượu hiểu đến với hai con đã dẫn cho bố mẹ trong ngày cưới ngày hôm nay và tiếp tục lần lượt như đầu tiên là cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ mời đại gia đình chúng ta cùng hướng về những ảnh của chúng tôi để ghi lại những ngày đặc biệt hạnh phúc nhất của đại gia đình và xin mời vị lên đường nào thưa gia đình con bên ta lăng đờ cái nhau lên đường phà trang và một ngày đi ra qua cây nhà gừng gọi nhau gọi loại chúng ta gặp phà nào đây vậy bên ta không chơi xa đột lâu dòng chất lòng đi chuẩn bị 1 2 3 xin chúc mừng đại gia đình của chúng ta có được tình trạng thị trường dồi dào sức khỏe vẫn việc có được thân viên mới trong gia đình đó chính là chú rể và cô dâu của chúng ta theo trần chất chật bên lâu với như vậy là chúng tôi sẽ mời đại gia đình chúng ta cùng về lại vị trí của mình để tiếp tục để lại cho cái điều thuốc này của chúng ta sẽ hoàn thành nghi thức tiếp theo rất cơ quan sang đó người ta thì độ ra bình an liên việt cả toàn đường đi áp dụng lại tâm trường bằng nhà chính hãng hòa dân rất cơ quan sang đó thì ra người ta còn lần nữa. Một tay phải của chú rể ôm eo của cô dâu
để mang lại những hình ảnh đẹp nhất cho ngày cưới. Và hai đầu sẽ nướng thừa lời với nhau để mang lại hình ảnh tuyệt vời, hạnh phúc. Và như vậy là vấn đề cũng đã ra xa. Từ đây đôi bạn của chúng ta sẽ đưa luôn chung suốt bên bao đến đầu bờ răng lâu. Và tiếp tục chúng ta sẽ tuyệt vời những kiến thức và những chiếc ly pha lê để hòa tan của chúng thể lại ôm eo của cô dâu ạ. Chính lắm biết ta chân đồng cái biết mương này dò nhau. Chính tiếng là một sơ chắc nhà bay bằng tay khóc dò cái nhau. Và như vậy là chúng ta đã thấy những giây phút lãng mạn hạnh phúc nhất của tình yêu chú này của chúng ta. Họ đã xuất ra một chút nước rượu thật mạnh. Và đây chính là một chút trước vị trí của mỗi bạn của chúng ta. Thay nhau đi ạ. Và khi mà chúng tôi hôn một hai ba hai bạn sẽ gấp môi lên. Và tất cả quý vị đều đã sẵn sàng thế nào? Không chỉ ok, chúng ta đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị. Và như vậy là hai bạn của chúng ta đi đâu? Ra tôi không là lần bình thường. Chúng ta tìm ra bằng cái tên tông Vinh ta không bao tất an Thì đi đâu chẳng kẹp bộ hợp ràng Dòa chẳng tâm tòa nhờ hề Bao tất an thôi. À mà đi Lê cao cả Dòa kì chẳng hạn đặt là mà rê tông Cả chẳng kẹp chung là Dòa kì và kẹp chẳng hạn lúc mà an. Như vậy là xin mời tay của cô dâu thì đặt lên bờ vai ạ. Cho chút lời thế ôm eo của cô dâu. Ôm vai, vâng nha, xin ôm chặt chặt vào. Cô dâu nó bay mất. Chú đi. À, hôn thì hôn đúng môi nào thắng nha. Hôn chỗ khác cho tôi bắt hôn lại. Và chuẩn bị đi ạ. Những camera của chúng tôi sẽ ghi lại khoảng khách này. Chú đi. Hôn đi ạ. Ôi trời ơi. À, chú thể đánh răng chưa? Sau mà cô dâu đến thông báo đến tất cả quý vị đó chính là những món quà mà quý vị cũng đã chuẩn bị và muốn tặng cho quý vị này. Và đầu tiên món quà đến từ nhà hàng dịch quý đi của chúng tôi. Và xin được trân trọng kính mời món quà đến từ nhà hàng ở chuẩn bị thông báo để cho quà cho quý vị này đi ạ. Và nếu tất cả quý vị ngồi tình cảm với quý vị dành tặng cho hai bạn của chúng ta này đây. Và nếu mà chúng ta có được món quà thì chúng ta hãy lần lượt trao quà. Và đầu tiên đến từ món quà những nghi thức của ban trẻ của chúng ta lúc này chúng tôi đã hoàn thành xong và chúng tôi rất là vui mừng được đồng hành cùng
không còn từng nói về em chẳng như anh nghĩ, bỏ mọi ta thôi từ lúc hơi xa anh vẫn yêu em sâu chưa một lần, anh chẳng thể nào không yêu em vì để vui bên em quá lớn, dẫu thế nào anh sẽ chẳng vấn lòng để bắt buộc anh phải vui nếu thật lòng anh không ai rất đơn giản rất giống như chính con người ơi, rất lòng anh còn hoài nghi vì lần trong thời gian mang nhớ em nhớ từng đêm.